Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để vẽ các đường tròn trong phần mềm AutoCAD 2015. Để vẽ một đường tròn tương tự, chúng ta cũng vào Home, mục Draw, chúng ta sẽ có công cụ Cycle. Các bạn có thể kích vào đây và các bạn thấy rằng chúng ta có rất là nhiều cách để vẽ một đường tròn trong AutoCAD. Các bạn hoàn toàn cũng có thể kích vào từng cái lệnh này, ví dụ như Center Radius, tức là vẽ đường tròn theo tâm và bán kính. Center Diameter tức là tâm và đường kính, 2 two point tức là vẽ đường tròn đi qua 2 điểm, 3 point tức là vẽ đường tròn đi qua 3 điểm, Tangent Radius tức là vẽ đường tròn tiếp xúc với 2 điểm và có bán kính, hoặc Tangent tức là vẽ đường tròn tiếp xúc với 3 điểm. Các bạn có thể kích vào đây hoặc là gõ lệnh. Thế đây chúng ta sẽ vẽ bằng cách kích chuột. Đấy, nếu như các bạn chưa bắt đầu để có thể dễ hình dung. Ở đây mình sẽ gõ Center Radius, kích vào đây. Ngay lập tức phần mềm cũng bảo với chúng ta rằng các bạn hãy chọn cái điểm đầu tiên. Ở đây mình có thể chọn điểm đầu tiên là điểm gốc tọa độ, mình nhập 0, tab 0, mình enter. Sau khi nhập xong, các bạn sẽ thấy rằng tâm đường tròn nó đã về gốc tọa độ và hoàn toàn các bạn có thể kéo nó ra và nhập cho nó cái thông số bán kính, ví dụ như là 1000. Mình enter. Tiếp theo, chúng ta sẽ vẽ đường tròn theo tâm và đường kính Center Diameter. Tương tự, hộp thoại cũng bảo chúng ta hãy chọn tâm của nó ở đâu. Mình nhập 0, tab 0, enter. Đường kính thì mình sẽ cho nó gấp đôi chẳng hạn, mình cho nó là 4000. Đấy, enter. Các bạn thấy rằng chúng ta đã tạo ra được một đường tròn gấp đôi đường tròn ban nãy. Đấy. Tiếp theo các bạn có thể chọn là two point, tức là vẽ đường tròn đi qua hai điểm. Mình kích vào điểm đầu tiên và kích vào điểm thứ hai. Đấy, rất là đơn giản. Các bạn có thể lưu ý rằng chúng ta có thể kết hợp các lệnh bắt điểm để vẽ cho nó chính xác hơn. Hiện tại lệnh bắt điểm đang được bật và các bạn có thể vẽ, ví dụ như là mình chọn 3 point, tức là vẽ đường tròn đi qua 3 điểm. Đấy. Mình sẽ chọn điểm đầu tiên, điểm thứ hai và chọn cho nó cái điểm thứ ba mà mình mong muốn, ví dụ đây chẳng hạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta đã vẽ được một đường tròn đi qua 3 điểm. Đấy. Tiếp theo đó là Tangent Radius, tức là đường tròn tiếp xúc với 2 điểm và có bán kính. Mình sẽ chọn lệnh Tangent Radius. Đấy. Mình sẽ chọn cái điểm đầu tiên. Mình chọn điểm thứ hai. Và mình nhập cho nó cái thông số bán kính, ví dụ đây, mình sẽ chọn cho nó là 5000. Mình enter. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta đã vẽ được một đường tròn nó tiếp xúc với hai điểm mà nó có bán kính là 5000. Đấy. Và cuối cùng, chúng ta sẽ vẽ lệnh đường tròn tiếp xúc với 3 điểm, Tangent. Đấy. Mình sẽ chọn điểm đầu tiên, điểm thứ hai và điểm thứ ba ở đây chẳng hạn. Đấy. Chúng ta đã tạo ra được một đường tròn đi qua 3 điểm như thế này. Đấy là những cái cách đơn giản nhất để các bạn có thể vẽ một cái đường tròn trong phần mềm AutoCAD. Và đây là những cái cách chúng ta sử dụng bằng cách kích chuột. Ngoài ra, khi các bạn muốn vẽ bằng cách gõ lệnh thì các bạn cũng có thể gõ lệnh C, tức là Cycle, Enter. Trong hộp thoại chúng ta sẽ có những cái chế độ, ví dụ như là đấy, nếu như mặc định nó sẽ vẽ theo đường tròn theo tâm và bán kính. Đấy, đường tròn theo tâm và bán kính. Hoặc các bạn cũng có thể chọn cho nó các cái tùy chọn như là 3P, tức là ở đây 3P tức là nó bảo mình chọn cái điểm đầu tiên. Đấy. Nó bảo chọn điểm thứ hai và chọn điểm thứ ba, tức là đường tròn đi qua 3 điểm ấy. Đấy, to three point ấy. Hoặc là đấy, two point, tức là hai điểm. Đấy, điểm đầu tiên và điểm thứ hai. Đấy. Hoặc là tan, tức là tiếp xúc. Đấy. Đấy. Bạn thấy chưa? Đấy. Đây là những cái hướng dẫn cơ bản nhất mà các bạn có thể vẽ một cái đường tròn trong phần mềm AutoCAD. Và nếu với các bạn mới bắt đầu, nếu chưa quen với việc cái sử dụng các cái công cụ trong hộp thoại, thì các bạn nên kích chuột và chọn những cái cách vẽ ở đây để có thể vẽ nhanh hơn. Và lưu ý rằng nên kết hợp với các cái hộp thoại, các cái tùy chọn về bắt điểm đấy, hoặc là gióng, để giúp các bạn có thể vẽ chính xác cái đường tròn trong phần mềm AutoCAD.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.